chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình học anh ngữ với chúng tôi study english with us tuần trước chúng ta đã học về loạt bài how often thường bao lâu hôm nay chúng ta sẽ học phần tiếp theo nhé các bạn chúng ta cùng bắt đầu nào how often thường bao lâu nói về tần suất xảy ra của một cái hành động nào đó chúng ta có chỉ how often thường bao lâu bao lâu thì bạn làm việc đó một lần thường bao lâu ở trong bài học tuần trước cấu trúc của câu của mình là how often cộng với do hoặc là does cộng với chủ ngữ sau đó là động từ ở đây chúng ta có sự chọn lựa giữa do và does bài học tuần trước học về do và chúng ta chỉ dùng có một chủ từ là you how often do you hôm nay chúng ta sẽ học về does như vậy does dùng cho những chủ ngữ nào? He, she, it Hoặc là danh từ số ít Ở trong đây chúng ta có he, she, it Đây là ngôi thứ ba số ít He là anh ấy, she là cô ấy, it là nó Cả ba đều là ngôi thứ ba và đều là số ít Kế đến mình có danh từ cũng là số ít Như vậy các bạn thấy rằng sự liên hệ ở đây là tất cả đều là số ít Mình có thể kết luận rằng khi số ít chúng ta sử dụng với does như vậy trong phần cấu trúc mình có 4 phần các bạn thấy không? Một là how often, hai là does, số 3 là chủ ngữ, thứ tư là động từ. Chúng ta xem ví dụ nha. How often does your son read books? Vế số 1 của mình là how often. Số 2 là does. Số 3 là your son. Thứ tư là read là động từ. Thì mình thấy ở đây là your son, phần số 3 là do son, con trai của bạn. Ở đây là một danh từ, con trai. Đúng không? Con trai của bạn. Và đó là số ít, chỉ có một con trai mà thôi. Cho nên chúng ta sử dụng là does, nó thuộc vào danh từ số ít nha các bạn. How often does your son read books? Thường bao lâu thì con trai của bạn đọc sách một lần? Chúng ta lưu ý ở đây là does, mình có chữ s nhé. How often does khi đọc chúng ta chú ý đọc chữ S How often does your son read books? Nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao your son là ngôi thứ ba số ít mà chúng ta không chia động từ Thì mình thấy rằng vì mình đã chia ở trên chữ does rồi Thay vì là do đúng không, chúng ta chia thành does Trong một câu mà có trợ động từ Thì chúng ta sẽ chia trợ động từ, mình không chia trên động từ chính Chúng ta chia does và mình không chia chữ read Các bạn nhớ nha How often does your son read books? Đây là câu hỏi. Ở câu trả lời chúng ta có những vế nào? Thứ nhất mình có chủ ngữ. Thứ hai là trạng từ chỉ tần suất. Thứ ba là động từ, thứ tư là thời gian. Có bốn vế các bạn nhé. Chủ ngữ, trạng từ chỉ tần suất, thứ ba là động từ, thứ tư là thời gian. He usually reads books on the weekends thì chúng ta có he là chủ ngữ, vế thứ nhất là chủ ngữ. Sau đó mình có usually. Usually là trạng từ chỉ tần suất, thường xuyên như thế nào, thường luôn luôn, thường xuyên, thường khi, thỉnh thoảng đó là những trạng từ chỉ về tần suất. Vế thứ ba của mình là reads. Và đây là động từ. Rồi vế thứ tư là gì? on the weekends. Đây là cụm từ chỉ thời gian. Con của bạn đọc sách khi nào? Đọc vào những ngày cuối tuần Cụm từ chỉ thời gian các bạn nhé Như vậy mình lưu ý Câu hỏi cũng có bốn vế Câu trả lời cũng có bốn vế Đây chúng ta có hy là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít Sau đó mình có gì? Động từ là reads Mình có chữ s Đây là động từ thường Cho nên khi chúng ta chia ở chủ từ là ngôi thứ ba số ít Thì mình phải thêm s hoặc là thêm es Đa số các trường hợp là thêm s Chỉ có một vài trường hợp À, người ta quy định là tận cùng là một chữ nào đó thì mình sẽ phải thêm ES thay vì thêm S thôi. Bạn nào mà không biết về luật thêm S hoặc là ES sau động từ, các bạn có thể nhắn cho TK ở trong phần bình luận. TK sẽ gửi cho các bạn bài đó nha. Ở đây mình thấy rằng đây là câu khẳng định. Chúng ta không có mượn trợ động từ, cho nên mình phải chia ngay ở trên động từ luôn. Ở trong câu phủ định và câu nghi vấn, chúng ta phải mượn trợ động từ do. Cho nên mình chia ở trên trợ động từ Còn ở trong câu trả lời là câu khẳng định Mình không có trợ động từ Mình phải chia ngay trên động từ chính luôn Cho nên mình thấy he reads Mình thêm chữ S vào ha He usually reads books on the weekends Cháu thường đọc sách vào những ngày cuối tuần Week là tuần lễ End là kết thúc Weekend là cuối tuần Mình có chữ S vào mình dịch là những ngày cuối tuần Cháu thường đọc sách vào những ngày cuối tuần. He usually reads books on the weekends. How often does your brother do his assignments? Thì chúng ta có nguyên vế đầu tiên là how often does. Chúng ta giữ nguyên vế này cho tất cả các câu hỏi sử dụng chủ từ là ngôi thứ ba số ít. How often does. Sau đó mình có gì? Your brother anh trai của bạn hoặc là em trai của bạn. Cái đó mình có do. Đây là động từ, động từ chính của câu nha các bạn. Do his assignments. Assignments có nghĩa là bài tập, bài tập về nhà khi mà mình đi học cô giáo cho mình bài tập về nhà để mình làm thêm. Assignment là bài tập. Ở trong từ này mình nhấn âm số 2 nha. Assign. Assign. Mình lưu ý chữ assign nó có chữ n đúng không? Assign chúng ta phát âm chữ n trong cổ họng của mình nhé. Assignments, assignments là bài tập. How often does your brother do his assignments? Thường bao lâu thì em trai của bạn làm các bài tập của mình? He always does his assignments every night. Em tôi luôn luôn làm các bài tập vào mỗi tối. Mình có he là vế thứ nhất là chủ ngữ của câu. Sau đó mình có always. Always là gì các bạn? Là trạng từ chỉ tần suất. Sau đó mình có does. Đây có phải là trợ động từ hay không? Đây không phải là trợ động từ tại sao? Vì đây là câu trả lời. Chỉ có câu phủ định và câu nghi vấn, câu hỏi và câu mà có chữ không không làm cái này không thích cái kia có chữ không ở trong đó là câu phủ định thì mới có mượn trợ động từ thôi còn đây là câu trả lời câu khẳng định thì mình không có trợ động từ. Đây là động từ chính của câu làm bài tập do assignment. Nhưng mà vì ở đây là he cho nên chúng ta thêm es vào sau chữ do. He always does. Does là động từ. His assignments là bài tập. Cuối cùng mình có every night. Every night mỗi đêm là cụm từ chỉ thời gian bốn vế ha một hai ba bốn he always does his assignments every night em tôi luôn luôn làm các bài tập vào mỗi tối như vậy trong câu hỏi mình thấy có how often do hoặc là does đến chủ ngữ động từ mình có bốn vế một hai ba bốn rồi ở trong câu trả lời của chúng ta mình có chủ ngữ đến trạng từ chỉ tần suất đến động từ và thời gian ở đây cũng có bốn vế luôn mình lưu ý nha mỗi câu đều có bốn vế vì chúng ta đặt thêm một số ví dụ nữa các bạn nhìn vào hình này các bạn thấy có một bé trai sách cái cặp ở đây mình cho là cháu trai của bạn đi học thì đi học hoặc là đi đến trường đều giống nhau nhé cháu trai của bạn đi học thì chúng ta có chữ cháu trai là gì chúng ta lưu ý chị cháu ở đây cháu cơ bằng uh, cô gì chú bác Cột mợ là khác còn cháu là của cháu nội cháu ngoại là khác các bạn nha ở đây là cháu kêu là cô gì chú bác cái cái cấp một cấp độ gần nhất của mình ha mình có chữ nephew là cháu trai your nephew là cháu trai của bạn chữ đi là go đi học có nghĩa là đi đến trường là to school go to school là đi đến trường Your nephew go to school. Cháu trai của bạn đi học hoặc là cháu trai của bạn đi đến trường. Như vậy khi mà mình ráp vào câu hỏi thì mình ráp cái vé đầu tiên này gì các bạn? Các bạn có nhớ bài của mình ngày hôm nay không? Bài cũ là how often do. Còn bài này là how often does. Nha. Mình ráp vào how often does your nephew, cháu trai của bạn go to school. How often does your nephew go to school? Thường bao lâu thì cháu trai của bạn đi đến trường? Bao lâu thì cháu trai của bạn đến trường một lần. Rồi khi mình trả lời mình có thể trả lời là my nephew, cháu của tôi hoặc là mình có thể rút gọn lại là he. Cái nào cũng được các bạn nhé, tùy theo mình chọn. My nephew cũng được, he cũng được. He usually là thường go to school đi học go to school là đi học hoặc là đi đến trường. Rồi chúng ta lưu ý ở đây mình thấy có chữ gì? My nephew. My nephew là cháu của tôi. Thì ở đây là ngôi thứ ba đúng không? Tại vì mình đang hai người đang nói chuyện với nhau mình nói về cháu của mình. Cháu của mình có ở đây không? Không có. Cho nên đây là ngôi thứ ba số ít. Thì như vậy động từ của chúng ta mình không để go được. Mình phải làm gì các bạn? Mình thêm s hoặc là es. Ở trong trường hợp này tận cùng của chữ go là chữ o tận cùng là chữ O thì mình không thêm S mà mình thêm ES. Như vậy là my nephew hoặc là he usually goes to school. Kế tiếp là five days a week. 5 ngày trong một tuần lễ. My nephew usually goes to school five days a week. Cháu tôi thường đi học một tuần 5 ngày. Hoặc là he usually goes to school five days a week hi hoặc là my nephew, cái nào cũng được mình chọn một trong hai nhé. Cháu tôi thường đi học một tuần 5 ngày hoặc là 5 ngày trong một tuần lễ. 5 days a week. 5 là 5 days là ngày. Tại vì là 5 ngày mình phải có s, 5 days a week, 5 ngày trong một tuần. Cái đấy mình thấy có hình ảnh của một à, bé gái đang bơi. Thì mình cho đây là cháu gái của bạn đi bơi cháu gái của bạn đi bơi ha thì chữ cháu gái là gì hồi nãy nephew là cháu trai còn bây giờ là cháu gái họ phân biệt cháu trai với cháu gái khác nhau nha cháu gái là niece tận cùng là si mình phát âm là s niece your niece là cháu gái của bạn đi là go bơi là swim thì chúng ta thấy có điều gì khác biệt ở đây so với những câu khác thì mình chỉ có một động từ thôi, còn câu này mình có go là đi là một động từ, bơi cũng là một động từ. Hai động từ gần nhau như vậy thì chúng ta như thế nào các bạn? Thường nó sẽ có hai sự chọn lựa. Là khi có hai động từ gần nhau thì chúng ta sau động từ đầu tiên mình có chữ to rồi mình đến động từ thứ hai, hoặc là sau động từ đầu tiên mình có động từ kế tiếp thêm in. To cộng với động từ hoặc là động từ thêm in mình có hai sự chọn lựa một số trường hợp động từ có thể sử dụng được cả hai luôn thì khi nó lại cho các bạn dễ hiểu nha khi mà có hai động từ đứng gần nhau thì sau động từ đầu tiên một là mình thêm tu và động từ kế tiếp còn hai là động từ thứ hai mình thêm in vào có một số trường hợp có một số động từ thì mình được dùng cho cả hai luôn có thể là tu cộng với động từ hoặc là động từ thêm in có thể sử dụng được cả hai như vậy thì câu hỏi của các bạn là điều gì quyết định rằng cái vé số 2 mình sử dụng to cộng với động từ hay là động từ thêm in? Cái quyết định là do cái động từ đầu tiên. Ở trong đây trường hợp của mình động từ đầu tiên là chữ go. Thì à, các bạn hỏi là có luật hay không? Luật ở đây nó không có rõ ràng. Chúng ta học bằng cách là mình thấy cái từ đó sử dụng nhiều lần như thế nào. Rồi chúng ta nhớ và học theo như vậy. Chứ họ cũng không có cái luật là sau động từ này là bắt buộc phải là như vậy họ có một số động từ ví dụ như họ quy định là à, sau những động từ này là mình verb in hoặc là sau những động từ này là mình có chữ to thêm động từ động từ có to nhưng mà nó cũng không có chắc chắn là một trăm phần trăm là như vậy cho nên cách tốt nhất của chúng ta học là chúng ta học tới đâu mình ráng nhớ tới đó ở đây động từ của mình là go thì sau go động từ kế tiếp là động từ thêm in như vậy ở đây mình có go và swim, mình sẽ đổi lại là go swimming, là đi bơi. Các bạn nhớ nha, sau go động từ kế tiếp là phải có verb in, động từ thêm in. Ở đây mình có go swimming, thì K đưa ra một số ví dụ cho các bạn dễ nhớ nè. Mình có go jogging, go skiing, go hiking, go biking. Cho nên các bạn lưu ý cách mình học Mình không có phải là à, học cái luật thì nó sẽ khó hơn Nhưng mà mình học theo cái cách làm Mình học một cái từ này rồi mình nhớ cách sử dụng như vậy Rồi mình học thêm một số cái ví dụ khác Để mình nhớ rằng sau go động từ thêm in Sau go là động từ thêm in Nhớ nha các bạn Câu hỏi của mình là How often does your niece go swimming? Thường bao lâu thì cháu gái của bạn đi bơi một lần? How often does your niece go swimming? Oh, she never goes swimming. She doesn't know how to swim. Chúng ta có chữ she. Mình lưu ý cách đọc nha. She ở đây là sh đi chung với nhau. Mình phải đọc cong lửa lên. She. She. Các bạn đọc là she là không đúng nha các bạn. Mình phải sửa lại chữ she. She. Chủ từ là she là cô ấy. Vế thứ nhất. Số 2 mình có never là không bao giờ. Đây là phó từ chỉ tần suất. Never, không bao giờ. Kế đến mình có vé thứ ba là goes, là động từ của câu. Oh, she never goes swimming. Oh, nó chẳng bao giờ đi bơi hết. Sau đó câu kế tiếp của mình là gì? She doesn't. She doesn't. Thì ở đây chữ does của mình phải động từ chính hay không các bạn? Không phải, tại có chữ not. Các bạn thấy không? She doesn't. Sau đó mình có chữ no là biết thì đây mới là động từ chính trong câu cô ấy không biết biết hoặc là không biết thì chữ doesn't ở đây là phủ định khi mà phủ định thì chúng ta mượn trợ động từ do các bạn nhớ hay không câu phủ định mượn trợ động từ do ở đây chủ từ là she nên chúng ta chia ở trên trợ động từ mình không chia trên động từ chính she doesn't know nó không biết how to swim chỉ how ở đây là cách hoặc là như thế nào to swim nó không biết bơi như thế nào hoặc là nó không biết cách để bơi. Mình dịch rút gọn ra là nó không biết bơi. She doesn't know how to swim. Khi mà chúng ta đọc cái câu dài như vậy, mình chia ra hai vế nhé. Oh, she never go swimming. She doesn't know how to swim. How often does your son play soccer? Các bạn nhớ trong bài trước thì cái đã giải thích không? Mình chơi đá banh thì chúng ta sử dụng là play soccer không phải là play football các bạn nhé. Play soccer. How often does your son play soccer? Thường bao lâu thì con trai của bạn chơi đá bóng? How often does your husband water the plant? Trong đây mình có từ mới là water. Water thường chúng ta biết là nước uống phải không các bạn? Water là nước uống. Nhưng mà chữ water ở trong đây là động từ. Mình nhớ nha nếu là danh từ thì là nước uống còn đây là động từ cho nên đó là tưới nước. Ha. Đây là động từ water là tưới nước, sau đó mình có chữ plant là cây. Khi các bạn đọc các bạn nhớ có chữ t ở tận cùng nha. Plant. Plant. How often does your husband water the plant? Thường bao lâu thì chồng của bạn tưới cây? Ở đây trong hình chỉ có một cây thôi nên TK sử dụng là số ít. Nếu mà các bạn có nhiều cây, các bạn có thể thêm chữ S vào. How often does your husband water the plants? Hoặc là water the plant. Tùy theo mình số nhiều hoặc là số ít. Thường bao lâu thì chồng của bạn tưới cây? Kế đến mình có một cái ví dụ khác. How often do your children play tag? Tại sao đây TK sử dụng chữ do? Tại vì ở đây mình có chủ từ là your children. Children là số nhiều các bạn nhớ không? Số ít là child là một đứa con Còn đây là nhiều đứa con Chúng ta sử dụng là children TK quay lại chủ đề do Tại vì ở trong bài học lần trước TK chỉ có thể hướng dẫn cho các bạn là How often do you? Mình hỏi người trực tiếp Mình không có sử dụng những cái chủ từ khác Mình chỉ sử dụng một chủ từ là you thôi Hôm nay chúng ta có những cái chủ từ khác Do children Để các bạn cũng hiểu rằng Với những cái chữ khác ngoài chữ you Mình vẫn có thể sử dụng do nha How often do your children play tag? Chữ play các bạn nhớ. Lần trước thì Ken nói rồi khi mà mình chơi một môn thể thao nào đó thì chúng ta dùng play. Ở đây tuy rằng không phải là thể thao nhưng mình mình cũng có thể dịch là vui chơi hoặc là vui đùa. Play. Rồi tag. Tag là những cái nhãn hiệu hoặc là những cái nhãn mà trên áo quần của mình mình thấy có những cái nhãn có sở sử dụng là label cũng được dùng là tag cũng được các bạn nha. Tag là nhãn. Thì ở đây mình thấy chữ tag này Mình dịch như thế nào? À, chơi tag ở tiếng Việt là chơi chơi rượt bắt Khi mà mình rượt một người khác cái mình đụng vào người đó Thì người đó sẽ là người bị và bắt đầu đi rượt những người còn lại Bên đây nó kêu là play tag Có nghĩa là khi mà mình đang chạy mình gắn Mình đụng một người đó như là mình gắn một cái nhãn vào người đó Thì người đó sẽ là người kế tiếp sẽ rượt những người khác Play tag là chơi rượt đuổi hoặc là rượt bắt How often do your children play tag? Thường bao lâu thì các con của bạn chơi rượt đuổi với nhau? Hoặc là mình có một câu khác, how often do your children play in the rain. Ở đây chúng ta vẫn thấy mình sử dụng là do tại vì chủ từ là your children. Một lần nữa mình thấy chữ play là vui chơi vui đùa. Nhưng mà hồi nãy là mình sử dụng là chơi, chơi một cái game nào đó từng trước là play một môn thể thao còn hồi nãy là chơi một game nào đó còn ở đây là play là vui chơi vui đùa nhưng mà không phải là một game mà là in the rain rain có nghĩa là mưa chơi ở trong trời mưa in the rain in the rain là ở trong trời mưa tiếng việt của mình thường là chơi ở dưới trời mưa đúng không các bạn nhưng mà mình thấy rằng khi mà mưa rớt xuống thì nó cũng rớt xuống, rớt xuống tới đất luôn Cho nên khi con mình chơi là nó cũng chơi ở trong cái trời mưa Ở bên tiếng Anh mình dùng là in the rain Khi mà các bạn dịch từ tiếng Việt qua mình sẽ thường có khuynh hướng dịch là under là ở dưới Nhưng mà các bạn lưu ý rằng mình sử dụng in the rain nó sẽ đúng hơn các bạn nha Mình học những cái cụm từ như vậy nó sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều Thay vì mình học chữ rain là mưa không thôi Thì mình có là ở trong một cơn mưa nào đó In the rain How often do your children play in the rain? Thường bao lâu thì các con của bạn chơi đùa ở trong mưa? Câu trả lời là every time it rains. Mình có chữ every là mỗi. Chữ time chúng ta có hai cách dịch các bạn nhớ không? Một là thời gian, còn hai là lần. Thì ở đây mình dịch là mỗi lần hoặc là mỗi lúc, mỗi khi. Every time, mỗi khi hoặc là mỗi lúc. It rains thì ở đây mình dịch là trời mưa. Chữ rain này tại sao có s? Tại vì đây là động từ. Các bạn nhớ nha, đây là động từ, chủ từ là it. Mỗi khi trời mưa hoặc là mỗi khi có mưa, it rains. Thì chủ từ là it cho nên động từ chúng ta phải thêm s vào. Every time it rains là mỗi khi trời mưa. Như vậy là chúng ta đã học xong bài của ngày hôm nay. Bài hôm nay cơ bản là không có khó, đó chỉ là cái phần phát triển thêm của cái bài học lần trước thôi. Cho nên TK hy vọng cái bài này sẽ làm cho các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng how often và mình có thể đặt thêm nhiều cái câu hỏi khác với nhiều cái đối tượng khác nhau các bạn nhé. Nếu mà các bạn thích bài học của TK, các bạn thấy ở dưới cái phần video này có chỉ like, share, sub là subscribe là có mình đăng ký vào trong cái kênh của TK. Theo như TK quan sát thì có ít hơn 50% các bạn học các video của TK, đăng ký với TK. Cho nên bạn nào chưa đăng ký với TK, các bạn bấm vào chữ subscribe. Nếu mà chữ đăng ký của bạn còn màu đỏ là bạn chưa có đăng ký. Bạn bấm vào nó sẽ chuyển qua màu xám, nó kia là đã đăng ký. Là bạn đã đăng ký vào kênh của TK. Thì mỗi khi TK có video mới, các bạn sẽ nhận được cái thông báo một cách dễ dàng hơn. Ở đây TK có câu hỏi dành cho các bạn là How often do you like and share TK's videos? Ở đây chúng ta có cụm từ đầu tiên là how often do you khi mình mình hỏi trực tiếp một người nào đó. Kế đến chúng ta có động từ là like and share. Đây là hai động từ ở trong câu các bạn nhé, like and share. Kế đến là TK's video. Thường bao lâu thì các bạn thích và chia sẻ các videos của TK. TK hy vọng rằng đối với câu hỏi này các bạn sẽ trả lời là I always like and share your videos. Ai là chủ từ always là trạng từ chỉ về tần suất luôn luôn. Like and share là động từ thích và chia sẻ your videos, các video của bạn. Cảm ơn các bạn đã học chung với TK ngày hôm nay nhé. Xin hẹn các bạn vào trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.